Vâng, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì Navu là thợ lau kính rồi, không còn là Moto Vlogger nữa. Lau cẩn thận rồi nha. Đó, thưa bà chủ. Ok. Gì nước. Vâng, thưa các bạn, thì bây giờ tạm nghỉ giải lao thì Navu sẽ trở lại với vai trò là Moto Vlogger để hôm nay review với anh em một vài món đồ chơi trên xe. Vâng, thưa các anh em, các chị em phụ nữ nói chung thì thường thích những người đàn ông tâm lý. Họ luôn mong muốn người đàn ông của mình biết quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Biết quan tâm là một điểm cộng rất lớn trong mắt các chị em. Tôi lấy một ví dụ đơn giản như là trước khi các chị em lên xe thì chúng ta nên gạt gác chân xuống cho các chị em, thay vì để các chị em loay hoay lên xe. Vâng, thưa các anh em, thì vừa rồi nó vừa là một cái ví dụ minh họa, cũng vừa là một cái kinh nghiệm thực tế của tôi, hy vọng là có thể giúp ích cho các anh em trong quá trình cải thiện những cái mối quan hệ nam nữ của mình. Và nhân tiện trong Moto Vlog ngày hôm nay của tôi thì tôi cũng chia sẻ đối với các anh em một chi tiết phụ tùng đồ chơi, đó là gác chân biker. Vâng, đúng là không có chi tiết nào trên xe mà chúng ta không thể độ chế cũng như thay thế cả, và gác chân là một phần không nằm ngoài cái ngoại lệ đó. Và hôm nay thì tôi sẽ nói về phần gác chân nhé. Vâng, thì khi nào chúng ta cần thay thế gác chân, và thay thế gác chân để làm gì, có những cái mục đích gì, là có những cái ưu nhược điểm gì với bộ gác chân biker này, thì mời các anh em xem tiếp, tôi sẽ phân tích rõ ràng. Ok, thì trước hết thì chúng ta sẽ soi qua xem cái cấu tạo của bộ gác chân biker này nó có gì đặc biệt. Đấy, thì đầu tiên thì anh em thấy đây là có một cái pad để nối vào khung của xe này. Thứ hai là có cái phần gác chân, đây chắc chắn là phần để chân rồi. Thứ ba là có một cái phần bản lề xoay gập. Bản lề xoay gập thì ở cái bản biker này thì nó xoay gập, thực ra nó còn một cái phần gọi là cái lò xo ở đây nữa, một cái phần lò xo trong bản lề này. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy cái phần lò xo của cái bộ gác chân biker nó quá là cứng anh em ạ. Thế nên là tôi đã bỏ luôn cái phần lò xo đấy đi để chúng ta có thể gập ra gập vào một cách đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Đó, nói chung là về độ ổn định và độ mượt mà của cái bản lề ấy, thì gác chân zin nó quá là ngon rồi anh em ạ. Anh em nếu mà không xác định có những cái yêu cầu đặc biệt thì chúng ta không nên thay thế gác chân nhá. Còn vì sao mà tôi lại phải thay thế bộ gác chân của xe, là bởi vì có hai nguyên nhân sau. Thì đầu tiên là phần số gẩy đơn. Một số anh em mà hay thích độ số gẩy đơn hay số gẩy kép mà có dáng sport ấy, thì thường anh em cũng hiểu là những cái số gẩy này nó sẽ có cái phần vị trí lắp nó sẽ đẩy lùi ra sau so với những bộ số gẩy zin. Thế nên là nó sẽ gây ra cái việc là người ngồi trước và người ngồi sau sẽ bị vướng chân nhau. Thế nên là chúng ta phải độ những cái gác chân sao cho nó có chỗ để chân của người từ hai người, người ngồi trước người sau nó xa nhau ấy. Như ở đây là cái bộ gác chân zin nó lắp đặt ở đây này, và cái phần để chân của người ngồi sau sẽ khoảng ở khoảng này. Đấy, còn ở đây thì tôi đã độ lên cái khoảng này rồi. Thế nên là đảm bảo là cái người ngồi trước và người sau sẽ không bị chạm chân nhau. Như anh em thấy, đây là hai vị trí đây. Hai vị trí. Ok, thì đó là lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai mà chúng ta cân nhắc đến việc độ gác chân là khi mà anh em muốn nhá. Khi mà anh em muốn cái vuốt cái bô xe cao lên. Nhất là anh em nào mà chơi bô độ ấy thì rất là muốn những cái phần bô của mình được vuốt lên để lộ ra cái phần heo dầu sau, nhìn nó sẽ thể thao hơn. Thì anh em thấy ở đây nhá, thì cái phần gác chân zin thì nó sẽ dài đến tận đây, và chúng ta không thể nào mà có thể kéo cái bô cao lên được. Như ở đây thì tôi đã độ cái bộ gác chân biker. Bộ gác chân biker thì có một cái đặc tính là nó khá là ngắn, cái chiều dài khá là ngắn như anh em thấy đây. Thế nên là nó sẽ tạo ra cái khoảng trống để cho anh em có thể vuốt bô lên nhá. Vuốt bô lên cao như chiếc xe của tôi đây, như anh em xem đây. Vuốt lên rất cao. Đó, tuy nhiên thì tôi vẫn chưa hài lòng lắm. Khi mà tôi vuốt bô nó chưa tạo được cái khoảng song song ở đây, thì có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ chỉnh lại một chút để cho cái phần bô và phần thân xe này nó sẽ song song với nhau. Đấy, nên anh em nào muốn sắp tới cũng có vuốt bô thì cũng có thể tham khảo. Đó, thì tôi đã thử nghiệm rất là nhiều cách vuốt bô rồi, thì thấy cái gác chân biker là một trong những gác chân có vẻ là ổn nhất, nhìn nó khá là hài hòa với chiếc xe. Đó. Và tiện đây thì anh em cũng xem luôn cái phần gác chân bên tay phải, nó cũng không khác gì bên kia cả. Đấy, chúng ta sẽ có những cái lỗ đây để chúng ta bắt những cái bát treo bô nhá anh em nhá. Đấy là những cái chỗ như này để chúng ta có thể bắt những cái bát treo bô. Đó, nó cũng khá là hài hòa với chiếc xe.
khi mà cái bộ gác chân biker này nó có những cái đường nét rất là góc cạnh, rất là hợp với những anh em nào mà muốn độ xe theo cái phong cách gọi là cứng rắn, cứng cáp ấy. Đó. Tuy nhiên hiện tại thì cá nhân tôi thấy thì nó cũng chưa được đồng bộ về màu sắc lắm đối với cái bộ gác chân này. Cái bộ gác chân này hiện tại đang có màu vàng, nó là cái bộ số gẩy Waps anh em nhé. Bộ số gẩy Waps của Thái Lan mà tôi đã review trong cái Moto Vlog trước. Thì sắp tới thì tôi sẽ điều chỉnh dần. Nói chung là độ xe là một cái sự nghiệp rất là nan giải. Thì, rất là đau đầu, tốn nhiều những cái trí lực. Anh em phải chỉnh sửa dần thôi. Nói chung là có những điểm nào chưa hoàn thiện trên xe thì tôi cũng nói và tôi cũng sẽ sửa dần trong những cái Moto Vlog kế tiếp. Đó. Chưa bao giờ sẽ là kết thúc cả. Sẽ luôn có sự thay đổi, luôn có sự chỉnh sửa trên chiếc xe của Navu. Vâng, tất cả anh em thì còn một lý do thứ ba nữa, đó là các anh em thích độ thì độ thôi, thích thay đổi thì thay đổi thôi. Đơn giản là các anh em thích tạo một cái sự khác biệt trên chiếc xe của mình thì có thể cân nhắc thay đổi gác chân. Thì gác chân biker là một trong số những cái gác chân mà anh em có thể lựa chọn. Ngoài ra thì còn có những cái gác chân loại khác thì có lẽ tôi sẽ tìm hiểu và review cũng như là giới thiệu với các anh em trong những cái Moto Vlog lần sau. Về cái cảm nhận của người ngồi sau ấy, với gác chân này thì tôi nghĩ là cũng ok. Đấy, nhân vật trời nắng mà vẫn còn đang rất là chăm chú cặm cụi với đam mê của mình nè các anh em ơi. Gọi vào nhà lau nhà tiếp nhá. Anh ơi, vào lau nhà tiếp đi. Nắng thế này mà anh còn ngồi đấy được. Vợ gọi vào lau nhà rồi các anh em ạ. Mày qua cũng vừa là lúc là chia sẻ xong hết những cái tiếp đi. Ôi, chết rồi. Vợ gọi vào lau nhà rồi các anh em ạ. Mày qua cũng vừa đến lúc là chia sẻ xong hết những cái chi tiết về cái bộ gác chân biker này. Thì anh em còn thắc mắc nào thì có thể bình luận tại video cũng như là có thể liên hệ với inbox qua Facebook của tôi nhá. Đấy. Thì hẹn gặp lại các anh em trong những cái Moto Vlog lần sau. Đấy, bây giờ thì Navu phải vào lau nhà thôi. Ôi, chổi đâu em nhỉ? Ok, để anh lau nhà. Nắng lắm ạ. Me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get là em mà vẫn còn thấy bẩn thì ăn đòn. Nghe chưa? Đòn à? Cho ăn đòn. Vâng, thưa anh em thì vợ nói là ăn đòn nhưng mà thực tế cái nghĩa đen của nó là ăn cái gì không biết nữa các bạn ạ. Ăn gì thì ăn đòn chứ có ăn gì nữa mà. Có nhiều loại đòn đấy bạn. Một là đòn nó đau thật, hai là đòn nó sướng thật. Có gì mà sướng? Cái này thì em biết là tí nữa em biết được. Nothing for us. I like it all with the chill time. Be one of the things I we don't have to move so fast. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right